Ma trận thì cũng gửi cho mấy đứa thế này, thì tôi theo ma trận ý thôi, cũng không khó khó đâu, cứ bình tĩnh mà thi mà chơi nha. Ok, sang chương mới nhé, chương 3 nào. Chương này thì nó là cái mới hoàn toàn, nó liên quan một đạo hàm đấy, thì các bạn phải chăm chỉ. Nói chung là thời gian đầu chăm chỉ mất tầm 3 buổi đầu để mình gặp cái công thức các dạng cơ bản của nó trước, tầm 3 buổi. Thì sau 3 buổi đấy thì mình sẽ tiến hành và nâng cao hơn. Ok chị nhỉ, chương 3 nào. Chương 3 là nguyên hàm. Nguyên hàm tích phân. Tích phân và ứng dụng. Trong cái này thôi thì mọi người nghe tầm 2 tháng mới hết được. May là 2 tháng. 2 tháng may ra thì mới hết chỗ này, có thể là tháng rưỡi mới hết chỗ này nhé. Mỗi chương hết tầm hơn 2 tháng, 2 tháng rưỡi thì mới là mình xong được. Nói chung là phải kết hợp với luyện tập nhiều nha, vì càng ngày công thức nó sẽ càng nhiều đấy. Nên mình sẽ cố gắng học hiểu một chút. Tránh học nhiều công thức quá sẽ bị loạn. Mình sẽ học ít công thức thôi nhưng mà mình sẽ hiểu quen được. Bài 1 nè. Bài 1. Bài 1. Bữa nay chỉ làm quen công thức thôi. Bài 1 là nguyên hàm. Nguyên hàm. Các bạn hiểu đơn giản thôi. Nói chung là nguyên hàm với đạo hàm nó là hai cái ngược nhau, mình sẽ hiểu về là ngược của đạo hàm. Ngược của đạo hàm nhé. Của đạo hàm. Đó. Định nghĩa đầu tiên này, định nghĩa đi. Rồi định nghĩa. Định nghĩa. Cái thằng F lớn x. F lớn x, thầy viết tóm tắt định nghĩa thôi nha, chứ thầy không viết cụ thể chi tiết, nó sẽ ở khoa chỉ tóm tắt thôi. Hàm F lớn x là F lớn x. Đây được gọi là nguyên hàm. Nguyên hàm của cái F nhỏ x. Đấy. Khi F phẩy, tức là đạo hàm của thằng lớn ra thằng nhỏ. Đấy. Xem nha. Đạo hàm của hàm lớn thì ra thằng nhỏ. F to, nhìn này, F to được gọi là nguyên hàm của F nhỏ khi nào? Khi F lớn phẩy bằng thằng F nhỏ. Ví dụ như kiểu này cho dễ hiểu này. Ví dụ nha, như kiểu là x mũ 4 là một nguyên hàm. Nguyên hàm của 4x mũ 3. Vì sao? Vì sao? Muốn cái này là nguyên hàm của cái kia thì các bạn hiểu là phẩy lên phải bằng cái kia. Vì sao? Vì x mũ 4 phẩy. Đấy. Sẽ là 4x mũ 3. Các bạn hiểu vấn đề không nhỉ? Đó. Hay là gì đây? X mũ 4 cộng 1 nó cũng là một nguyên hàm của 4x mũ 3. Vì sao? Vì sao? Vì x mũ 4 cộng 1 phẩy cũng ra cái này. Hay là x mũ 4 cộng 200 chẳng hạn cũng là nguyên hàm của 4x mũ 3. Đấy. Ok không nhỉ? Các bạn hiểu nguyên hàm chưa? Tức là F to là nguyên hàm của F nhỏ khi đạo hàm cái F to lên phải ra F nhỏ. Nhưng mà cái này này, nếu thầy hỏi nha, cái hàm x mũ 5 cộng 2 chẳng hạn có là một nguyên hàm, cái này có là nguyên hàm, có là một nguyên hàm của 4x mũ 3 hay không? À mấy đứa, x mũ 5 cộng 2 có là một nguyên hàm x 4x mũ 3 hay không? Ừ. Nào chắc được xem nào. X mũ 5 cộng 2 có là một nguyên hàm của 4x mũ 3 hay không nhỉ?
Đáp án mình là không. Vì sao? Vì x mũ 5 cộng 2 phẩy lên nó bằng 5x mũ 4. Đấy, nó khác một x mũ 3. Ok, hiểu nguyên hàm chưa? Định nghĩa đơn giản vậy thôi, nhớ cái định nghĩa này. Định nghĩa này tóm tắt như ở đây, định nghĩa tóm tắt vậy, định nghĩa tóm tắt nhớ cho này, cái này nhớ nhớ chơi nha. Thế bây giờ người ta ký hiệu như sau này, ký hiệu là f lớn x, đấy là nguyên hàm của f nhỏ đó, người ta sẽ ký hiệu như thế này là fx đấy. Chữ s kéo dài, chữ s nó như chữ s ấy, như chữ s, các bạn hiểu đây. Thì cái này người ta đọc là nguyên hàm, ký hiệu này là ký hiệu nguyên hàm nhé, nguyên hàm dx. Cho nên mình hiểu một chút cái mặt ký hiệu này, trong đó cái ký hiệu này là ký hiệu nguyên hàm, chữ s to to ấy. Còn cái dx nghe này, cái này lát mình dùng nhiều đấy nhá. Fx dx mình hiểu cái dx này là đặc trưng là đạo hàm của biến x, nhớ nhá. Dx là đạo hàm theo biến x, được chưa nhỉ? Du là đạo hàm theo biến biến u. Ok, lát mình sẽ đi sâu hơn. Thì từ cái này này, từ cái này thì nhận xét đầu tiên, các nhận xét quan trọng, nhận xét nha. Từ định nghĩa đúng không? Thì mình có f lớn x này, nhận xét này. Đầu tiên này, f lớn x bằng fx dx đúng không? Thì mình suy ra ngay f lớn x phẩy sẽ bằng là gì nhỉ? Sẽ bằng là cả cái này phẩy. Thì theo định nghĩa nhá, nguyên hàm phẩy thì mất hết cái dấu ria đi, chỉ có mỗi thằng f fx thôi. Một cái cơ bản như vậy. Còn ok không? Tức là lấy cái nguyên hàm phẩy lên thì chỉ còn cái thằng nhân bên trong thôi, chỉ bằng nhân bên trong thôi. Còn nhìn này, chỉ còn lại cái nhân thôi, chỉ là cái nhân nhé, đây là cái nhân này. Ví dụ nhanh như kiểu như này cho các bạn hình dung ngay, ví dụ như kiểu là x bình đấy, đấy cái này phẩy chẳng hạn thì bằng gì nhỉ, chỉ còn cái nhân thôi, chứ bằng x bình. Các bạn hiểu vấn đề không? Đấy, hay là nguyên hàm của 1 dx phẩy chẳng hạn, phẩy lên chỉ có cái nhân thôi, cái nhân này, đây là cái nhân này, đây là một. Các bạn hiểu vấn đề không? Nhận xét đầu tiên là vậy nhá, công thức đầu tiên. Nhìn vào cái ví dụ thì mới cho biết. Nhìn vào ví dụ thì mới cho biết này. Là gì nhỉ? Là x mũ 4 là nguyên hàm của 4x mũ 3. X mũ 4 cộng 1 là cũng là nguyên hàm 4x mũ 3. X mũ 4 cộng 200 cũng là nguyên hàm 4x mũ 3. Đúng không nhỉ? Thì tổng quát mình có tổng quát là x mũ 4 cộng c với c là số bất kỳ cũng là một nguyên hàm, của 4x qua. Thì các bạn nhận xét được thứ hai của thầy như sau này, các cái nguyên hàm này của nó ấy, các nguyên hàm của 4x qua nó chỉ lệch nhau cái gì thôi, lệch nhau cái hệ số tự do thôi. Vậy có nhận xét đầu tiên, nhận xét thứ hai thì mình là trắc nghiệm, tức là nhận xét thứ hai là các nguyên hàm của f(x) chỉ sai khác nhau hệ số tự do thì nha, nhớ thầy, các nguyên hàm chỉ sai khác nhau hệ số tự do. Và một chú ý thứ ba để mình phân biệt nghe này, nhớ thứ ba là họ, nhớ được từ họ nha, họ các nguyên hàm của f(x), f nhỏ x ấy, nó sẽ là f lớn x đấy, nhưng cộng thêm c với c ở đây là hằng số, c là hằng số
Các bạn ok không? Xem số. Thế bây giờ nhá, phần việc ký trắc nghiệm này các bạn nhớ lúc làm nhanh các bạn sẽ chủ quan và làm nhầm đấy. Nghe này, nếu C mình nhìn chú ý thêm ở đây là nếu C nó là một số, nếu C là một số cụ thể thì sao, thì gọi là một nguyên hàm. Nhưng mà nếu C ở dạng tổng quát, đây này ví dụ như ở C bằng 1, C bằng 0, C bằng 200 này thì gọi là một nguyên hàm. Nhưng mà cái này cái chuẩn đó là nguyên hàm thôi, ok không nhỉ? Còn nếu C ở dạng tổng quát thì mình sẽ gọi thì ta gọi là họ nguyên hàm. Nhớ đây nhá, từ họ nguyên hàm tức là mình sẽ viết tổng quát chứ mình không ghi cụ thể. Ok chưa? Để nhận xét. Đầu tiên là vậy. Các bạn hiểu nguyên hàm chưa nhỉ? Ok nguyên hàm không? Tức là đạo hàm thằng to ra thằng nhỏ thì thằng to sẽ là nguyên hàm của thằng nhỏ. Các bạn thấy hỏi hỏi nhanh thôi, tấu nhanh một chút nhé. Không phải ghi được bài, hỏi tấu nhanh đâu. Là đố các bạn biết là 2x mũ 3 nó là nguyên hàm của hàm nào? Chắc thì cho thầy nào. Là nguyên hàm của hàm nào? 2x mũ 3 là nguyên hàm của hàm nào? Đúng các bạn biết. Mình xem có hiểu không đã. 2x mũ 3 là nguyên hàm của hàm nào nhỉ? Sai nhiều đấy. Nào, nhìn lại. 3 đề chắc thì 2 đề sai rồi. Thử đưa kết quả của mình xem nào. Đúng rồi. Thì đây này, mình phẩy ra đây thôi. Phẩy lên là sẽ là của 6x bình. Mình phẩy ra lên. Hay bây giờ, à, thế sin x nó là nguyên hàm của gì? Của gì các bạn? Sin x là nguyên hàm của hàm gì? Đấy. Cố định. Đúng rồi, của cos x. Vì sao? Vì sin phẩy ra cos. Nhớ nhá, sin phẩy ra cos. Cos phẩy là chữ sin. Ok. Hiểu nguyên hàm chưa? Đó. Nhi hiểu nguyên hàm chưa nhỉ? Hiểu cái định nghĩa qua qua của nó chưa? Tờ link ok không? Giang hiểu cái định nghĩa nguyên hàm của nó chưa? Rồi, thế bây giờ mình sẽ có bảng công thức nhá. Bảng công thức cơ bản. Bảng công thức nguyên hàm cơ bản. Thầy cho các bạn tự xây dựng nhá. Tự xây dựng công thức này. Các bạn hiểu ấy. Ký hiệu này nguyên hàm nhá. Tức là khi thầy viết như thế này. Khi thầy viết cái x bình chẳng hạn, dx chẳng hạn. Thì mục tiêu của thầy là gì? Mục tiêu là mình phải tìm ra gì? Tìm ra một cái thằng fx đúng không? F lớn x là f lớn x bằng bao nhiêu để f phẩy x bằng x bình. Đấy, mục tiêu mình là vậy. Mình hiểu ra ký hiệu nguyên hàm nhé, ok không? Tức là mình phải tìm ra một cái thằng hàm nào đấy để khi phẩy ra nó ra được x bình. Bạn hiểu nguyên hàm chưa nhỉ? Thế bây giờ nhá, là tự xây dựng công thức này, tự tìm công thức đầu tiên, công thức một, công thức cơ bản đầu tiên là nguyên hàm của x mũ n, n là số bất kỳ nhé, để đố các bạn biết thằng nào phẩy ra x mũ n, thằng nào phẩy ra x mũ n. Mình cần tìm một thằng để phẩy ra x mũ n. Nào, cứ chát lên thôi. Nào, thử hỏi Nhi xem nào. Theo Nhi thì cái gì phẩy ra là x mũ n nhỉ? Em thưa thầy là Phải là x mũ bao nhiêu? X mũ bao nhiêu đã? mu X mũ n gì? Em hiểu đạo hàm của đa thức sẽ bị giảm đi một bậc đúng không? Thì muốn đạo hàm ra x mũ n thì tối thiểu x phải mũ bao nhiêu đã? X mũ bao nhiêu đã? n X cộng mũ. 1. Đấy, em hiểu không?
Nhưng mà bây giờ nhá, mình cần nó phải ra x mũ n cơ, tức là mình cân bằng hệ số. Thì mình hiểu một chút này, x mũ n cộng 1 phẩy nó sẽ là gì? Sẽ là n cộng 1 x mũ n không? Thì mình chia gì đi? Chia cho n cộng 1 để cân bằng. N Đấy. Nhìn hiểu công thức này cộng chưa? C. Vâng. Đấy, nhưng mà nghe, ok rồi, các bạn hiểu công thức này chưa nhỉ? Nhưng mà để cho thầy nhá. Cái mẫu, bài này có cái mẫu này, mẫu là n cộng 1. Đúng không nhỉ? Thì để có nghĩa thì ở đây điều kiện là n phải khác trừ 1. Ok công thức chưa? Như kiểu tàu nhanh này, tàu nhanh nhi, tàu nhanh như này, con này thằng này phải ra cái gì? Tàu nhanh luôn. Nguyên hàm này ra cái gì nhỉ? Ở đây là n mấy? Mũ 3 chia chia cho 3 3 cộng C. cộng C Nhi hiểu chưa? Ok không? rồi ạ. Hay là kiểu rồi được khác nào? X mũ 5 dx nào, các bạn thử tra kết quả mình xem nào. X mũ 5 dx thì ra bao nhiêu? Tàu nhanh luôn. Mấy cái này không phải chép nhá, mình đang tàu nhanh thôi, nhấp nháp thôi. Là cái gì? Rồi, đúng rồi. Ở đây ứng với n 6 đúng không? N 6 thì là 6 trên 6 cộng C. Thế bây giờ x mũ trừ 1 phần 2 chẳng hạn. Đấy, đấy. Tàu nhanh như này, con này xem nào. Tàu nhanh. Những cái này không phải chép nhá. Lát ví dụ nhiều lắm, yên tâm. Để cho làm quen trước thôi. À. Viết nhanh nhau là thôi, viết nhanh thôi. Nó sẽ bằng gì nhỉ? Ở đây n là âm 1/2 đúng không? Nó sẽ là trừ 1/2 cộng 1 chia cho trừ 1/2 cộng 1 cộng C đấy. Các bạn giúp bọn sẽ bằng là 2x 1/2 đúng không? Cộng C, kiểu như vậy. Rồi, ok chưa? Nếu các bạn nhớ cộng C nhá, khi người ta bảo tìm nguyên hàm thì nhớ cộng cộng C cho thầy, nhớ có chữ C nhá, thiếu chữ C này là mất điểm đấy. Rồi thế bắt đầu nhá, cái này chỉ đúng khi n khác trừ 1 thôi, vậy mình sẽ xử lý với trường hợp là khi n bằng trừ 1, khi n bằng trừ 1 thì x mũ trừ 1 nó chính là nguyên hàm của 1 trên x. Nào nhớ lại một chút, thằng nào đạo hàm ra 1 trên x? Vừa học xong đấy, thằng này vừa học xong. Thằng nào đạo hàm ra 1 trên x? Vừa học cái này xong. Lên x. Đúng rồi, chưa đúng lắm, gần đúng. Có len. Chưa đúng lắm, gần đúng thôi. Sửa ra cho đúng nha, mình sửa ra cho đúng. Lên chị. Đúng rồi, len chỉ x tốt. Vì sao? Vì đã dính đến len thì phải bên trong không âm. Mx của thầy là bất kỳ đúng không? Nên phải đóng cái trị vào. Ok chưa? Đấy là hai tình huống rồi nha, hai tình huống này hay gặp đấy. Hiểu vấn đề không nhỉ? Rồi công thức thứ ba, thầy cho tầm 6 công thức thôi, chưa cho nhiều bộ. Đố các bạn biết thằng nào phải ra sin x dx, thằng nào phải ra sin? Thằng nào phải ra sin? Chuẩn nhá, cái dấu nó phải chuẩn đấy. Trừ Đúng rồi, ok, trừ cốt, cốt phẩy trừ sin, vậy trừ cốt phẩy ra sin. Ok, tiếp tục thứ tư. Thằng nào phải ra cốt? Cái bảng này buộc phải nhớ nhá, nhớ làm cho nhanh. Thằng nào phải ra cốt? xin ích. Ok, sin x. Nhớ cộng C nha. Rồi, công thức thứ 5, 6, 7 công thức thôi, không nhiều. Mới là cái những cái cơ bản này buộc phải nhớ này, nhưng quan trọng là cái một và cái hai quan trọng hơn, nhưng cái lượng giác thì ít dùng hơn. Nào thế bây giờ nhá, thằng nào phải ra tan với cotan là chưa làm được đâu, lát mình mới làm được tan với cotan. Ok nào, thằng nào phải ra 1/cos bình, thằng nào phải ra 1/cos bình còn nhớ không? Ok, tan x. C. Nhớ các bạn nhớ nhá, ẩn
ẩn x, dx, nhớ cho thầy nha, đang là x, lát sẽ hàm hợp sẽ khó hơn. Câu 6, là công thức thứ 6. Thằng nào phải ra một trên sin mình? Đã. Thằng nào? Rồi, lên đúng rồi. Các bạn khác? Đó là trừ cô tan x cộng c. Các bạn quên hết giác rồi. Cái cuối cùng là cái thứ bảy. Tạm thời bảy cái này thôi đã. Đố các bạn biết thằng nào phải ra a mũ x. Đây là hàm mũ ấy. Thằng nào phải ra a mũ x. Nào, thằng nào phải ra mũi. Công thức đạo hàm hàm mũ đấy, nó giống lục lại trong trí nhớ của mình là công thức đạo hàm hàm mũ đi, a mũi phải là gì để hiểu như vậy. Thì thằng nào đạo hàm ra a mũi. Đúng rồi, anh đúng rồi, nhớ là a mũi chia len a. Nhưng mà nhớ là cộng cộng c. Đặc biệt nhá, thằng này mình có đặc biệt, riêng thằng này có cái đặc biệt rất là hay dùng là nguyên hàm của em x đấy, như cái chữ sách ấy, nguyên hàm của em x đấy để xem nhỉ, thì nó chính là em x cộng c luôn. Ok chưa, nguyên hàm của giới tính bằng chính nó để xem nhỉ. Ok, đây là các bảng công thức cơ bản nha, các bạn nên học hiểu, nên học hiểu một chút và nhớ các cơ bản này thì làm cho nhanh, buộc phải nhớ. Thì muốn nhớ thì cách làm của thầy chỉ có luyện tập làm nhiều bài tập thôi là nó tự nhảy vào đầu. Ok. Mình sẽ mất tầm 40 phút đầu để làm quen các thức này, 40 phút đầu để mình sang phần hàm hợp. Dự kiến thầy là vậy. Hôm nay chỉ làm quen công thức thôi, tạm thời như thế này đã nhé. Làm một số tính chất cơ bản. Tính chất cơ bản. Nhớ thầy là nguyên hàm của một tổng, nguyên hàm của một tổng thì biết hai cái thôi thì bằng tổng hiệu các nguyên hàm, bằng tổng hiệu các nguyên hàm nó như cái đạo hàm mình đấy, nguyên hàm một tổng thì bằng tổng nguyên hàm. Tính chất đầu tiên thì không có gì, nhưng mà tính chất thứ hai cẩn thận, trắc nghiệm các bạn chọn sai, là nguyên hàm của k nhân f. Ở đây k là hằng số nhá, thì các bạn đơn giản thôi, các bạn số k nhân một hàm đúng không, thì vứt vứt số k ra ngoài, vứt số k ra ngoài cho thầy, trong sẽ là còn là k nhân nguyên hàm của fx đấy, tức là số hằng hệ số để im, để im vứt ra ngoài cho thầy. Nhưng mà cái này chỉ đúng, chỉ đúng khi k khác không. Về nghĩ thử xem nhá, về nghĩ thử xem vì sao, thế cho thầy cho bạn về tự nghĩ xem vì sao, vì sao lại vậy. Thầy cho về các bạn tự nghĩ nhé. Thầy có hiểu không? Có thể là trao đổi với thầy qua tin nhắn cũng được. Hoặc của sao thầy giải thích. Về tự nghĩ vì sao pha cao khác không nhé. Dễ lắm, không khó. Ok, chốt lại này. Chốt lại là như sau. Nhớ thầy công thức quan trọng nhất là công thức này. Ok không nhỉ? Tức là cái dạng là x mũ alpha. X mũ alpha thì mình xử lý được hết rồi. Chỉ có vướng mắc alpha khác trừ 1 thôi. Đấy. Nhớ công thức đầu tiên quan trọng nhất là công thức này. Ok. Và mình phải cố gắng là đưa về các cái nguyên hàm cơ cơ bản. Được chưa nhỉ? Ok nào, dạng 1 là mình có dạng bài tập 1 như sau. Dạng 1 là tính toán các nguyên hàm cơ bản. Ok. Thầy cho từ dễ đến khó nha, dễ đến khó nào. Ví dụ một nào, tìm các nguyên hàm sau, tìm các họ nguyên hàm nên thành nguyên hàm cũng được thì viết tắt xem nhỉ, như kiểu là 2x bình cộng 3x cộng 1 chẳng hạn. Thế rồi nghe cách việc làm của thầy nhá, thầy làm mẫu câu đầu tiên đã. Các bạn tự làm thử đi, tự làm thử một tí xem nào. Để cho 1 phút làm thử, có kết quả sai đây.
Nào Dung nào, giúp thầy nào. Nào Dung làm cái gì? Mà câu này nhá, các bạn nhìn này. Nguyên hàm một tổng thì bằng tổng các nguyên hàm đúng không? Thì mới làm các bạn nên tách ra dễ nhìn, mới làm thôi thì mình sẽ tách ra sẽ là hai này. Nhân nguyên hàm x bình dx này. Đúng không? Cộng 3 này nhân nguyên hàm của x dx này. Đấy, x mũ 1 đấy. Cộng với cả nguyên hàm của 1 dx này. 1 là x mũ 0 cho mấy đứa nhá, 1 x mũ 0 thì nó sẽ ra ngay là 2 này nhân gì? À x bình là n bằng 2 không? Sẽ x mũ 3 trên 3. Được chưa nhỉ? Cộng với cả 3 n 1 tức là x mũ 2 trên 2. Hệ số tự do tức là x mũ 0, cái này mình hiểu là x mũ 0 này. X mũ 0 đúng không nhỉ? X mũ 0 sẽ là x cộng c. Đó, thế thôi. Hiểu bài này không mấy đứa? Có hiểu không? Tác giả x mũ alpha nhé. Ổn áp chưa nhỉ? Tức là tối đầu tiên các bạn là phải đưa về cho thầy rằng x mũ alpha nhé. X mũ alpha trước rồi mình xử lý sau để xem gì. Rồi ý thứ hai là làm quen một chút đã. 5x mũ 4 cộng 4x mũ 3 cộng 2x bình trừ 3 dx. Rồi các bạn làm đi. Ví dụ 1 mình làm 6 ý cơ bản. Nào, Quỳnh nào giúp thầy câu này nào, câu 2. Đây là bằng 5 nhân với Mình làm x 4 này. Đấy, đúng không? Mới làm cộng viết chậm với đấy nhá, về sau đừng viết chậm này nữa. Rồi tiếp tục. cộng 12 nhân với nguyên hàm x bình nhân dx trừ Trừ đi 3 nguyên hàm của 1x đi. Ok không? Rồi tính toán nào. Số 5 để im. 5 nhân với X mũ mấy? x mũ 5 trên 5 Rồi. Cộng số 4 để cộng với im. 4 nhân với x mũ 4 trên 4 Cộng với số 2 để im. Để về đi. x mũ 3 trên 3 Trừ số 3 nhân mấy nha. Nguyên hàm của x mũ 0 sẽ là x cộng c. Vậy em giúp bọn có thể. Giúp bọn được không? Tức là x mũ 5 mũ 5 cộng x mũ 4 4 cộng 2 phần cộng 3 2 x mũ 3 đúng không? Phần 3 trừ đi 3 cộng c. Ok. Cái c mình biết cuối cùng thôi. Mình rất nhiều bạn thắc mắc là vì sao là x mũ 5 trên 5 cứ cộng thêm c làm gì cả. Thì các bạn hiểu là cái c là hằng số thôi, thì cộng tất cả các hằng số với nhau thì vẫn chỉ là hằng số thôi. Các bạn hiểu vấn đề không nhỉ? Nên thì mình chỉ biết một cái c ở cuối thôi để mang tính chất tượng trưng thôi. Hiểu vấn đề không? Nhớ vậy đi giải x. Nhớ phải đưa về dạng x mũ alpha nhé. X mũ alpha. Nào thì câu này thì sao? Câu này là câu 3 là từ một đứa sắp tay xem nào. Mai là thì câu 3 là mai. Ừ, đọc đi. 2 nhân nhân hàm của x mũ 5 dx cộng với 1 trên x bình tức là gì nhỉ? X bao nhiêu? x bình là x Trừ mũ 2. Thế có hiểu không? bằng ạ Sẽ bằng là 2 để im này nhân cái gì? nhân với x mũ nặng x mũ 6 trên 6 Cộng cộng với x mũ trừ 1 trên trừ 1 cộng C. Bây giờ trả tên cho nó là x mũ 6 trên mấy trên 6 3 vâng trừ đi x mũ trừ 1 tức là 1 trên x
Mai hiểu cái này không? Có. Rồi, ok. Các bạn nhớ là phải đưa về dạng x mũ alpha cho thầy nhá. Ok. Rồi, nào. Câu thứ 3 nào. Nhi nào, câu 3 giúp thầy là Nhi. Em đưa thầy là của x mũ 1 phần 2. Đúng rồi, ok, dx trừ đi bên ngoài trừ đi bao nhiêu? X mũ trừ 3. Rồi, ok, tiếp tục. Bằng cứ bình tĩnh thôi. Mũ 1 phần 2 cộng 1 tức là 3 phần 2 chia cho trên 3 phần 2 12. Trừ đi x mũ bao nhiêu? X mũ trừ 2 trừ 2 trên trừ 2 2 cộng C. Vậy giúp còn lại bằng gì? 1 trên 3 phần 2 tức là 2 phần 3 này. Đấy, bây giờ trả vào trong x mũ 3 phần 2 tức là gì nhỉ? Tức là căn của x mũ 3. Nhiều cái này chứ? Vâng. Còn nhớ cái này không? Rồi cộng với gì nhỉ? Có. Đấy cả 1 trên cho 2 x mũ 2. Các bạn hiểu cái này không nhỉ? Mình có cái này này. Các luật M của A mũ N đúng A mũ N trên M. Hiểu ra này chưa? Tức là mình phải cố gắng là đưa về những bài toán cơ cơ bản. Làm quen được công thức chưa nhỉ? Phú viết ok không Phú? Làm quen được công thức chưa? Thanh Thảo, mấy cái trang làm quen được công thức chưa nhỉ? Rồi ạ. Trúc Linh ok chưa? Làm quen chưa đã nhỉ? Làm quen cũng đã. Ok là thì câu 5 nhá, để cho nâng ra một chút. Nào thì câu này thì xử lý sao? X bình nhân x cộng 1 cho bình dx. Nào, câu này mình xử lý thế nào? Rồi với câu 5 mình xử lý như thế nào nhỉ? Cố gắng đưa về những hàm cơ bản. Mục tiêu là vậy. Nào, Lưu Thịnh nào, Lưu Thịnh mình xử lý thế nào con? Thịnh có đây không? Xử lý thế nào đây? Có xử lý con này chưa nhỉ? Lấy hết yêu rồi. Nào, câu này có ai xử lý không? Câu 5. Mình sẽ xử lý thế nào để đưa về nhé, các bạn. Cơ bản. Ủa, không không làm được câu này à? Nghe buồn đấy. Thức xong rồi nhân x bình vào. Tức là mình sẽ phá nó ra. Đúng không? Phá nó ra tức là gì nhỉ? X bình cộng 2 cộng 1 đấy, dx. Rồi mình nhân nhân vào tức là x mũ 4 cộng 2 cộng 3 cộng x bình dx đúng không? Đấy là gì, xong chưa? Xong rồi. X mũ 4 nguyên hàm tức là x mũ 5 trên 5 cộng 2 để nguyên x mũ 4 trên 4 đấy. Cộng x mũ 3 trên 3 cộng c. Rút gọn lại cũng được tùy hoặc không. X mũ 5 trên 5 cộng với cả x mũ 4 trên 2
x mũ 3 trên 3 C. Ok. Lại câu 6, cách làm tương tương tự nha. Hiểu vấn đề không nhỉ? Khá là dễ thôi đúng không? Không không quá khó. Các bài toán này là các bài toán tìm họ nguyên hàm. Rồi thì câu 6 nào. Câu 6 viết xong chưa? Khai triển ra sẽ là x mũ 4 trừ 2x bình cộng 1 nhân x dx đúng không? Nhân phá ra. Các bạn hiểu là ký hiệu nguyên hàm và ký hiệu dx là mặc định. Hai cái này là mặc định nhé, mày đấy nhá, mặc định. Mình chỉ quan tâm cái nhân bên trong thôi. Cái nhân để trên nhà nó là mặc định trên nhìn. Rồi. Sẽ là x mũ 4 sẽ là x mũ 5 này trừ 2x mũ 3 này cộng x dx đúng không? Sau đó x mũ 6 trên 6 trừ 2 nhân x mũ 4 trên 4 cộng x mũ 2 trên 2 cộng c. Rút gọn lại cho thầy bằng bao nhiêu? X mũ 4 trên 2 cộng c. Hiểu các bạn này chưa? Rất là dễ đúng không? Không quá khó nhé. Đã đi thi thì tất nhiên chắc chắn sẽ có những bài cơ bản như thế này các bạn làm quen. Tích phân sẽ gồm 5 câu, 5 hoặc 6 câu tích phân thì trong đó sẽ tầm 4 câu dễ. 4 câu dưới 8 điểm. Là phần này thì các bạn cứ cơ bản thôi. Thầy chỉ dạy những cái mà thi thôi, nên có những cái mà giảm tải thì không dạy. Rất là mất thời gian vì cái không cần thiết. Nó giảm tải thì không cần thiết dạy những cái đấy. Có thể trên lớp các thầy cô sẽ nói chuyện với các bạn sau. Rồi ví dụ 2. Tìm các nguyên hàm sau. Tìm họ. Nào, thì câu 1 nào. Căn của x nhân căn của x cũng 3. Đấy x nào. Còn nhớ cách làm bài này không? Mục tiêu là mình đưa về dạng là x mũ alpha đấy mình ạ. Nhà làm thử cái này đi. Còn nhớ cái này không? Tức là mình sẽ biến đổi từ từ ngoài vào trong này, từ ngoài vào trong nhá. Tức là căn x sẽ x mũ phần 2 này. Đấy, nhân x mũ gì nhỉ? Nhân cái gì đây? Căn của căn sẽ căn bậc 4 không? X mũ 3 phần 4. Các bạn hiểu, còn nhớ cách thì dạy không nhỉ? Quên thì xem lại cái bài video thu gọn số mũ nhá. Để cho hai cách đấy. Thì sẽ bằng gì nhỉ? Bằng x mũ 1 phần 2, 3 phần 4 là bao nhiêu? Là 5 phần 4. Đấy, đấy sẽ bằng là gì nhỉ? X mũ 5 phần 4 cộng 1 chia cho 5 phần 4 cộng 1 cộng C ở ngoài nó sẽ bằng là gì? Sẽ bằng là 4 phần 9 nhân x mũ 9 phần 4 cộng C đúng không? Sẽ bằng là gì nhỉ? 4 phần 9 nhân với cả căn bậc 4 của x mũ 9 C. Ok chưa? Đây này, cái này mới là đáp án trắc nghiệm người ta cần. Chứ người ta không cần cái này của các bạn. Ok không? Đây mới là cái nào người ta cần này. Nhớ thì biến đổi nhé. Rồi, các câu biến đổi đấy các bạn về sẽ để tập trong phiếu sau. Nó rất là dễ thôi. Tiếp tục nào. X bình trừ 3x cộng 1 trên x. Cái này thì làm kiểu gì? Rồi, câu này xử lý kiểu gì?
Sau buổi hôm nay về các bạn phải luyện tập cho thầy luôn nhé, luyện tập luôn mình nhớ công thức được, chứ đừng có lười làm qua một số bài đi cho nhớ luôn. Nào, theo Nhi thì con này mình xử lý thế nào hả Nhi? Em thích thầy là Đưa về những cơ bản, mình chỉ mới làm một x mũ alpha là cơ bản thôi, thì cái dạng này mình phải làm gì nhỉ? Nào, đưa về những cơ bản đi. À, chia đi, chia 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 đúng không, chia xuống x bình chia x là gì, x này x trừ trừ ba cộng cộng đúng. ngược trên x. Đấy đấy, các cái cơ bản chưa nhỉ? Rồi ạ. À, nguyên hàm của x chia là gì? Trên à, x lại Trên 2. Nguyên hàm của trừ 3 sẽ là gì? Sẽ là trừ 3 x cộng nguyên hàm của trích là gì? Nguyên hàm của trích, nhìn công thức lại là láo chưa. nào, nhìn công thức nguyên hàm của trích là gì, nó là dư luận đặc biệt đấy, nhìn công thức này nhớ chưa? Còn ra gì nhỉ, còn ra là len của chị x cộng c. Các bạn có thể hơi băn khoăn nữa này nhỉ? Chú ý nhá, một cái nốt nhỏ này, nguyên hàm của k dx với các hàng số nhá thì bằng kx cộng c, nhớ được cái này. Nguyên hàm của k dx sẽ bằng kx cộng c cho là cho nhanh, không thấy bạn băn khoăn cái này quá. Nhi ở bài này chưa? Rồi ạ. Dạ, tiếp tục nha. X mũ 5 trừ 2 x mũ 3 cộng 1 chia cho x bình dx. Nào, các bạn làm cho thầy đi. Cứ làm cho quen tay đã. Tầm nửa đầu của mình là chỉ làm quen công thức thôi, chưa gì khó khăn cả. Nào, phương nào, phương A3 là có mấy không phương? Nào, vẫn chia xuống thôi đúng không? Vẫn chia xuống thế là gì nhỉ? X mũ 3 trừ 2x cộng 1 trên x về. Đấy, dx đúng không nhỉ? Sẽ bằng là nguyên hàm của gì? X mũ 3 dx trừ 2 nên nguyên hàm của x dx. Đấy, cộng nguyên hàm của x mũ trừ 2 dx. Bạn nào chưa quen thì tách cái này ra. Quen rồi thì thôi, hiểu vấn đề không nhỉ? Làm cái này chục câu là quen tay ngay mà. Tức là x mũ 4 này trên 4 này trừ 2 để nguyên x mũ 2 trên 2 này cộng với cả x mũ trừ 1 trên trừ 1 này d cộng c này, để giúp con lại sẽ là x mũ 4 trên 4 trừ x bình trừ 1 trên x cộng c này. Ok chưa? Thầy quen cái này chưa nhờ mày đấy nhỉ? Quen thật chưa đây? Các cái nguyên hàm của x mũ alpha quen chưa? Rồi thì nốt câu cuối cùng nhé, nốt câu 4 nào. Nốt câu 4 là nguyên hàm của x mũ 3 trừ 3 căn x trừ 2 chia cho căn bậc 3 của x bình dx. Đấy, câu này thì vẫn vậy thôi nhưng nó phức tạp hơn. Một phút chuẩn bị nào.
Nào, Thanh Thảo nào, cô làm với thầy nào. Thanh Thảo đến đâu rồi? Này ạ. Ừ, sẽ là Thế x bằng gì nhỉ? nguyên hàm của x mũ 3 trừ 3 nhân x mũ 1 phần 2 Trừ 2 trừ 2 chia cho trên 2 x mũ bao à nhiêu? nhầm x mũ 2 phần mũ 2 phần 3 Rồi dx rồi chia xuống cho thầy. Sẽ là x sẽ mũ bao nhiêu? bằng x mũ 7 phần 3 Rồi, tiếp tục. 7 7 phần 3. trừ 3 Ừ, đúng rồi. Trừ 3 nhân x mũ bao trừ nhiêu? 3 nhân x mũ trừ 1 phần 6 Rồi, tiếp tục. X mũ trừ trừ 2 thêm cho x mũ 2 phần 3 trừ 2 phần 3, trừ 2 phần 3 là trừ 2 phần 3, hiểu không? rồi Rồi, nhân vào thôi sẽ bằng gì nhỉ? X mũ gì? 7 phần thêm 3 túng cộng 1. Đấy. trừ trừ 1/6 cộng 1 Đúng trên trừ 1/6 cộng 1 rồi. Trừ 2 nhân x mũ trừ 2 phần 3. 2 nhân 2 phần 3 cộng 1 chia trừ 2 phần 3 cộng 1 C rồi. Luôn là thầy nào? mũ 10 phần 3 Ừ, 10 phần 3 nhân bao nhiêu? Chia ra 10 phần 3 sẽ là 3 phần 10. Đấy, được chưa? Tiếp tục thằng kia sẽ là bao nhiêu? trừ 6 cộng 5 phần 6 Ừ, thế là 3 chia 5 phần 6 là bao nhiêu? Trừ cái gì? 18 phần 5 5 nhân x mũ 5 phần 6 đúng không? 5 phần 6 Tiếp tục thằng kia sẽ là trừ đi 5. khi mình làm quen thì nên làm nhẩm nhanh thì cái này làm nhanh hơn trừ 1 phần 3 cộng C. Bây giờ nhé, Thảo đưa thầy vào căn nào, đưa thầy vào căn đi, đưa vào căn gì? 18 phần 5 nhân với cả căn bậc 10 5 của 6 x mũ 6 1 phần 3 căn à bậc 10 chung là x mũ căn bậc 3 của căn bậc 3 của 10 x mũ 10 18 phần 5 từ 18 phần 5 căn bậc 5 của x mũ 6 6. Cái mẫu nó phải căn ở ngoài à căn bậc phản quân cái 5, đừng có lộn hai cái này với nhau. Trừ đi gì? từ 6. 6 nhân căn bậc 3 của x. Đúng rồi, C. Ok, quen chưa? Đây là những cái về hàm đa thức nha, thì cho hai ví dụ làm quen 10 ý để mình làm quen công thức đã. Ok. Ví dụ 3 nào. Bốn ví dụ cơ bản tìm họ nguyên hàm. Bây giờ đá một tí lượng giác nha. Các bạn tự biết công thức đi, tự tra công thức tự làm. Tạm thời thì nó cũng khó trong thời điểm này thôi. Nào, tự xem lại công thức tự làm với thầy. Chưa quen thì tách ra như thầy đã dạy, mình tính từng cái một, còn quen rồi thì các bạn nhẩm không ai cấm, còn chưa quen thì tách ra chưa. Rồi, câu đầu tiên là câu đầu tiên. Tuấn Anh nào, câu đầu tiên đi, là bao nhiêu nhỉ? Đấy. Tách ra đúng không?
sin x dx trừ 2 cos x dx. Đấy, nguyên hàm của sin, nhìn lại công thức cho thầy, nó là cái gì phải ra trừ sin là trừ cos x dx, đúng không? Trừ 2 cos, nguyên hàm cos sẽ là sin cộng c. Cái này rất dễ nhầm dấu nha, nên công thức các bạn phải nhớ thật kỹ cho thầy. Thật, nhớ thật kỹ công thức cơ bản, vì chỗ này này sin cos các bạn dễ nhầm dấu. Được chưa? Còn thằng này, bằng tan x trừ đi 4 nhân với trừ cotan x, c nó sẽ bằng là tan x 4 cotan x c. Rồi câu thứ ba, nghĩ câu thứ ba xem nào, xem xử lý câu thứ ba kiểu gì. Có ai xử lý câu thứ ba chưa? Mình chỉ có nguyên hàm của sin x thôi. Nhớ là sin x dx nha. Các chữ, các cái nào khác chữ x mình coi là chữ u, làm một lát chữ u mình sẽ học sau. Mình sẽ đưa về nguyên hàm cơ bản của gì? Có ai có ý tưởng về câu ba chưa? Cốt mũ 3 x trên 2 chưa bà? Không phải. Dương lại nhầm công thức rồi. Đây là không phải hàm đa thức. Không phải hàm đa thức. Các bạn hiểu rõ một chút nha, hiểu rõ bản chất một chút. Biến x, đấy, biến x mình tạm thời đang là biến x đấy. Thì d phải là dx, ok không? Tức là cái d gì thì biến đấy, d gì biến đấy, ok. Tẹo lát cái chữ nào khác chữ x mình gọi là chữ u, được chưa nha? Nào. Chưa ai có ý tưởng cái này à? Đưa về hàm nguyên hàm cơ bản của gì? Có ai có ý tưởng lấp lé cho cái này không? Mình chỉ có nguyên tạm thời nhé, mà mình chỉ có nguyên hàm của sin x, nguyên hàm của cos x thôi. Đấy. Mà ở đây là có sin mình. Vậy một cách tự nhiên nhất có thể là mình sẽ làm trò gì nhỉ? Mình sẽ hạ bậc. Nhớ lại trước rồi cứ hạ bậc nha. Đi luôn ra cái lìa vở cho thầy. Tức là cos bình alpha hạ bậc cos bình a đi cho đẹp. Cos bình a hạ bậc nó sẽ là gì? 1 cộng cos 2a trên 2. Sin bình a hạ bậc sẽ là gì? 1 trừ cos 2a trên 2. Thì bây giờ hạ bậc sẽ như sau này, hạ bậc nhá. Sin bình x trên 2 hạ bậc sẽ là gì nhỉ? Nhân đôi cung lên nó sẽ là 1 trừ cos x trên 2 đấy, đúng không? Và đến đây cơ bản chưa, sẽ bằng nguyên hàm của 1 phần 2 này dx này trừ 1 phần 2 nhân nguyên hàm của cos x dx này. Đấy, sẽ bằng là 1 phần 2 nguyên hàm của k dx, nó sẽ là k nhân x đúng không? Trừ đi cos phẩy sẽ là nguyên hàm cos sẽ là sin x cộng c, ok. Hiểu vấn đề chưa? Trong thời điểm này thì câu này là câu khó thôi, sang thời điểm khác thì câu này là câu dễ. Để không mình nhiều. Nói chung là phải chắc công thức cơ bản. Các bạn nhớ thầy nha, là biến x, dx. Nghe này, rất nhiều bạn mai sau sẽ hiểu nhầm cái chỗ này này. Rất nhiều bạn mai sau là nguyên hàm của cos của 2x cộng 1 dx. Đấy. Mấy ông cũng phang như này là sai này. Mấy đứa cũng phang như này là sai. Cũng là sin của 2x cộng 1 cộng c. Cái này sai, cái này là cái sai nhỉ? Vì sao? Tôi giải thích luôn, lát mình nhớ bị nhầm. Ở đây là biến này biến u này, đây là biến u, đúng không? Như đây là dx, đấy. Nó không đồng bậc với nhau, nó không đồng bậc là mình không dùng được cái ý đâu. Nếu là biến x thì phải dx. Lát nữa mình sẽ nghiên cứu những bài này sau, lát nữa nghiên cứu sau. Ok chưa? Thầy.
Thì nói lại chỗ 1 trừ cos x trên 2 đi thầy. Ok này, xin mình này Tuấn Anh. 1 trừ cos 2 trên 2. Cung của em là cung x trên 2 không? Cung x trên 2, đây là cái này là chính là chữ A này, chính là chữ A của mình này. Thì 1 trừ cos 2A chính là cos x không? Tuấn Anh hiểu chưa? Hạ bậc, thầy hạ bậc. Sang cá hiểu cái này không? Hưng ok không đấy Hưng? Nghe hiểu chứ? Linh 4 ok các ví dụ này không? Linh, Xuân Linh ấy. Nghe hiểu được không nhỉ? Rồi thì mình sang ví dụ 4 nha. Về hàm mũ nào để mình sang các bài tập khác. Tìm lượng giác chỉ thế thôi các bạn trai không biết là được. Luyện tập là ok, mình làm tầm các bài cơ bản này là một tí là xong thôi. Nào, câu 1 nè. Nguyên hàm của 3 mũ x trừ đi 2 mũ x. Nhớ là mình chỉ nguyên hàm của a mũ x thôi nha. Trừ đi 3e mũ x cộng 1 dx nè. Tự tra công thức tự làm cho thầy con này. Thì cho ba câu dễ chứ đã. Nào, câu này triển khai cho thầy là câu này cơ bản thôi nhỉ. Trần Phương nào, giúp thầy câu này đi. Tách làm gì nhỉ? Ba mũ x. Rồi trừ đi đi. Trừ hai mũ x. Đấy, tiếp tục. Nhớ đi. Cộng 10 trừ đi 3 nhân em x đấy. Cộng với cả cộng 1 đấy. Vì trân trọng đúng không? Bây giờ mình sẽ số 3 sẽ bằng gì nhỉ? Đúng không? Thế là gì? 3 mũ x trên len 3. Rồi, trừ đi. Trừ đi 2 mũ x trên len 2. Rồi, tiếp tục. Trừ đi. Trừ đi 3 nhân em x. Rồi, cộng ok. Đơn giản không? Nên tách ra cho dễ nhìn này. Các bạn chưa quen thì nên tách ra. Thầy khuyên là vậy. Chứ đừng có chảy cối quá. Được chưa? Nào, thì câu câu thứ 2 nè. Câu thứ 2 quẩy cho thầy câu 2. Trúc Linh nè. Câu thứ 2 tách làm gì nhỉ? 9 mũ x đấy trừ đi 3 nhân cái gì? 3 nhân 2 x. 3 mũ x, mình nói 2 x thế là sai đấy. Trừ đi 2 nhân x mũ 3. 2 nhân x mũ 3. Cộng
cộng với cả nguyên hàm của sin x. Đấy, đúng không? Nào, bằng cái gì? 9 mũ x lên 9. Rồi, lên 9. Trừ đi. Trừ 3 nhân 2 x trên 2. Rồi, tiếp tục. Trừ đi. Trừ 2 nhân x mũ 4 trên 4. Rồi, vẫn còn nhớ. Rồi, tiếp tục. Cốt x. Ừ, cốt x á. Ừ. Trừ ạ. Trừ cốt x. C cứ giữ gọn lại. Rồi các bạn nhớ nhé, là mình chỉ có nguyên hàm của a x thôi, các cái khác khác chữ x mình phải đưa về dạng cơ bản. Thế câu ba mình xử lý kiểu gì? Câu ba là cũng là câu cơ bản thôi, riêng phần này để cho tăng dần độ khó lên, tăng dần độ khó lên một tí. Nào, câu 3 nào. Câu 3 thử. Theo Phương Thảo nào. Phương Thảo. Theo Phương Thảo thì câu 3 này mình xử lý được gì? Ủa? Đang nói không đấy? Làm được câu này chưa Thảo? Alo ạ. Ừ, nói đi. Phải đưa về nguyên hàm cơ bản nhé. Nguyên hàm cơ bản. Cơ bản mình là chỉ có a x thôi, những cái riêng rúa của mình ý, mình phải vứt nó đi, cố gắng nào làm sao vứt nó đi. Cứ cái gì khác chữ x ý, thì mình phải đưa nó về chữ x cho thầy. A x đấy, thầy ra chưa, là cái này sẽ thành gì nhỉ? 4 x cộng 1 thành gì? Thế là 4 nhân với gì? 4 x nhân 4. Hiểu không? 4 mũ x nhân được 4 x, trừ đi x mũ bao nhiêu nhỉ? X mũ trừ 2 đi. Đúng chưa? Trừ đi 3 cos x. Đấy. Thế đây, Thảo ok chưa? Rồi. Sẽ bằng gì nhỉ? 4 này nhân bằng 4 bốn x dx. Dx. Làm của x mũ trừ 2 dx trừ đi 3 cos dx. Dạ, bằng cái gì? Bằng 4 nhân 4 x trên lên 4. Đọc là 4 mũ x nhá, đừng đọc 4 x. Thằng này tiếp tục trừ x bao nhiêu? Công thức vào sao? X mũ đã quên rồi. X mũ trừ 1. Đúng rồi, trên cho trừ 1. Trên trừ 1. Trừ đi 3 là cái gì nhỉ? Nguyên hàm cốt là gì? Sinic. C đấy. Giúp gọn lại như thế sẽ bằng là 4 trên len 4 lên 4 mũ x. Thằng này sẽ là cộng với gì nhỉ? 1 trên x trừ 3 sinic cộng C. Ok. Các bạn nhớ nhá, là phải xử lý cho thầy những cái diêm rúa cái gì cho dễ nhìn. Là thế về đối các bạn biết câu này là như thế nào. Đối với đứa biết câu này 3 mũ 2 cộng 1 trừ đi 1 trên cho x trừ 2 5. Thầy cho cái này để cho bạn đỡ quên công thức thôi, chủ yếu mình xử lý cái mũ gì cả. Quan trọng mình xử lý cái mũ như thế nào. Ai biết thầy phát biểu. Yeah.
quan trọng là sửa cái mũ nhá, cần cái 1 trên 2 x 5 thì ok rồi thì không nói. Để cho lại các bạn đỡ quên công thức thôi. Có cách xử lý thì chat lên cho thầy nhé, chat lên hoặc là mình biết nói thì các bạn. Chưa có tất cả thì ngay. Ok, tốt. Các bạn nhớ nha, anh nói đúng rồi đấy. Mình chỉ có nguyên hàm của A mũ x thôi. A mũ x dx thì sẽ bằng là A mũ x trên len A C đúng không? Mình chỉ có cái này thôi. Các cái khác chữ x mình sẽ coi là chữ u. Và mục tiêu mình phải đẩy về cái mũ x này. Tạm thời là vậy. Tất nhiên là về sau mình sẽ làm này. Mình không phải vất vả như thế nữa, mình sẽ làm nhanh hơn. Thế bây giờ nhá, như anh nói này, thằng nó sẽ là 3 này, thằng này rút gọn lại các bạn tự làm nhé, 3 mũ 2x đấy các bạn, nó chính là 9x rồi, sẽ là 3 nhân 9x chưa, trừ đi 1 phần 2 nhân x mũ trừ 5 đấy đúng không, đấy ok chưa nhỉ. Đấy là tách thành 2 nguyên hàm nhỏ. Đúng chưa nhỉ, đấy là xong rồi đấy, sẽ là 3 chia lên 9 nhân 9 mũ x trừ đi 1 phần 2 nhân x mũ trừ 4 trên trừ 4 đúng không, cộng c sẽ bằng là 3 nhân 9 mũ x trên lên 9 cộng 1 phần 8 nhân 1 trên x mũ 4 c. Ok, hiểu cách xử lý cái này chưa, cố gắng là phải đưa về những lần cơ bản nha. Rồi thế giờ câu 5 tương tự một chút nào cho bạn đã quên, là 2 mũ 3 x trừ 2 trừ đi x mũ 2 x mũ 4 cộng 1 trên căn x cộng với cả 2 sin x. Rồi vẫn đá thì mình sẽ đã quên công thức. Nhấn mạnh là ở cái mũ thôi, còn các cái kia để cho vào những cái công thức thôi. Một phút chuẩn bị thì gọi. Nào, Nhi nè, bạn là Nhi nè, xử lý kiểu gì? Sao là nguyên hàm của gì? Em nguyên hàm của 8 mũ x 8 mũ x chia trên 2 mũ 2 2 mũ 2 là mấy? 4 4, rồi 4 xử lý 2 x 4 hôm nay xử lý thế nào? X mũ bao nhiêu? 1 trên x mũ 1 phần 2 sẽ là x mũ trừ 1 phần 2 đúng không? Cộng với cả 2 sin x. Ok chưa? Thế là tách thành gì nhỉ? Tách là 1 phần 4 này. Thế nguyên hàm của 8 x này. Đúng không? Thế trừ đi 2 nên nguyên hàm của x mũ 4 x cộng với cả cộng nguyên hàm của x 1 cộng 2 nguyên hàm sin x. Các bạn làm quen rồi thì nghe này, các bạn làm quen rồi nhé, thì bước này mình không cần thiết để ghi về vấn đề không, mình ghi các bạn cho bạn mới học thôi, còn học quen thì đừng ghi cái này vẫn là mất thời gian. Tiếp tục nào, 1/4 mình ghi 1/4 nhân 8 mũ x trên len của 8 trừ đi 2 nhân x mũ 5 trên 5
Tiếp tục cộng x mũ bao nhiêu? X mũ phần 2 phần 2 chia 1 phần 2 gì? Cộng với trừ 2 cos x. Đấy, tỉnh lừa rồi cộng c. Ok, tính gọn nhé. Được chưa? Nào thì câu này xử thế nào? Câu 6. 3 mũ x cộng 1 nhân với cả 2 mũ 2x. Đấy. Câu này tạo ra là câu khó một chút. Mình không có nguyên hàm của một tích nhá. Tức là các bạn đừng đừng có cái này. Cái nào thầy cho bạn ghi thì được dùng cái đấy thôi. Đừng sáng tạo bừa bãi. Tức là mình không có cái này. Mình không có cái này nhá. Không có. Không có cái này nhá mọi người nhá. Khác, nó là khác nhau. Hiểu vấn đề chưa? Nguyên hàm một tích không bằng tích nguyên hàm đâu, nên không sáng tạo cái này nhá. Nước cây thì cho các bạn ghi, các bạn dùng rồi. Còn cái nào các bạn sáng tạo thêm thì nên hỏi qua thầy cho mình nghe sao. Nào, câu này xử lý thế nào? Có cái xử lý cái này chưa? Một đứa ra rồi đây. Dạ, đứa ra tay anh nhỉ? Dương xem nào. Anh cũng là anh á. Dương, nói thôi. Em tách ra. Nói đi. Bằng 3 nhân với 3 mũ x. Nói đi, nói. Cộng với, à, nhân với 4 nhân với 2 mũ x ạ. 4 nhân 2 mũ x cái đầu mày ấy. 4 mũ x. Đấy. À. Rồi, tiếp tục cái này xem là gì? Bằng 3 nhân với 12 mũ x. Đúng rồi, ok, tốt. Đấy, đây cơ bản rồi bằng gì nhỉ? Bằng 3 nhân với 12 mũ x. À, 12 mũ x. Trên lên 12. C. Cộng C. Ok rồi. Các bạn biết xử lý chưa? Đấy, là những bài toán xử lý này nha. Rất cẩn thận cho thầy. Ok. Tốt, nghĩ là cái này là tốt đấy. Tức là cố gắng tạm thời đưa về những bài toán cơ bản. Mình sẽ cố gắng tầm 30 chút câu gì đấy. Câu 7 là nốt câu 7. Đó. Đó, con xử lý. Nào. Cái xử lý sẽ là gì nhỉ? Dương dưới trước sẽ là 2 này. Nhân 4 x đúng không? Đấy, biết cái sẽ là 3 mũ x trừ đi 6 mũ x trên 4. Đấy, các bạn hiểu vấn đề không nhỉ? Đấy, đúng không? Đấy là mình nhân phá vào thôi. Sẽ là 2 nhân 12 mũ x. Đấy. Trừ đi 1 phần 2 nhân với cả 24 mũ x. Các bạn chưa sẽ bằng là gì nhỉ?
Còn là 2 nhân nguyên hàm của 12 mũ x tế trừ đi 1 phần 2 nguyên hàm của 24 mũ x tế, đúng không nhỉ? Chứ bằng là 2 nhân với 12 mũ x trên lên 12 trừ 1 phần 2 nhân 24 mũ x trên lên 24. C, ok. Rồi, kết thúc những bài toán cơ bản ở đây. Tạm thời kết thúc rồi vậy. 6 mũ 2 sao lại bằng 4 ạ? Ờ, sao anh? Chơi được lát 36. 36 sao thêm một chút. Kết thúc như bản thân cơ bản đây nha. Về mặt công thức cơ bản có băn khoăn gì không nhỉ? Buộc phải nhớ cái bản cơ bản này. Buộc phải nhớ nhá, buộc phải nhớ một chút. Được chưa? Nào thì bắt đầu nhá. Nếu mà chỉ dùng cái bản công thức cơ bản này thì rất là khó làm. Ví dụ bây giờ một đặt ra bài toán là vậy cái nguyên hàm của cái này. Bây giờ nguyên hàm của cái này tính kiểu gì? 3x trừ 1 mũ 10 chẳng hạn. Tính kiểu gì? Hay là nguyên hàm của 1 trên cho 2x trừ 3 đấy chẳng hạn. Cái này tính kiểu gì? Các bạn hiểu vấn đề không? Đấy thì bây giờ các bạn nhìn này. Cái này tính thì tính được thôi, nhưng mà mình khai triển mũ 10 ra rất là mất thời gian, rất là lâu, đúng không nhỉ? Còn cái này thì mình không thể khai triển là gì rồi. Mình chỉ có nguyên hàm của 1 trên x đấy thôi, là x và dx nhá. Thì cái nguyên hàm này tính kiểu gì? Thì để xử lý bài toán này thì mình sẽ có lớp bài toán như sau này, là nguyên hàm của hàm hợp vẫn là sang dạng 1 thôi, là nguyên hàm của hàm hợp. Thầy của hàm hợp hả? Nói đi. Cái 2 nhân 4 mũ x vậy ạ? Thì nhân với 6 x trên 36 thì còn 1 trên 18. Ừ, ok. Chắc là chị quên chưa sửa lại. Ừ, quên sửa lại, ok. Rồi, nguyên hàm của hàm hợp nhé. Tức là mình quan tâm là những cái nguyên hàm này này nó ra bao nhiêu, hiểu vấn đề không nhỉ? Rất nhiều đứa bài này nghe từ phân tích một chút này, rất nhiều đứa bài này nhá, rất hồn nhiên, cực hồn nhiên luôn, là sẽ ra là gì? Là 3x trừ 1 mũ 11 trên 11 cộng c. Một cách tự nhiên là vậy thôi. Thì cái này là cái sai. Vì sao lại sai? Các bạn nhìn ra này này. Ở đây nhá, là nó không phải dạng cơ bản. Dạng cơ bản của mình chỉ là dạng x mũ alpha thôi. Hiểu vấn đề không? Có đây ở dạng của mình là không phải x mũ alpha, mà dạng này là dạng u mũ alpha. U mũ alpha, đúng không nhỉ? U đấy là hai biến nó không cùng với nhau, nên là mình không áp dụng công thức được đâu. Nếu là x thì phải là d dx, u thì phải là d du. Hiểu vấn đề không nhỉ? Thì bây giờ nguyên hàm hợp đây thì đầu tiên nhắc lại một chút là công thức vi phân trước. Công thức vi phân trên mạng rất nhiều công thức về cái này, nhưng mà các bạn không nên nhớ nha, chỉ nhớ một cái gốc thôi, và từ cái đấy mình suy ra. Học ít thì làm được nhiều, đừng còn nhớ hết công thức không nhớ được đâu, mà nhớ còn nhớ sai cơ. Công thức vi phân nhớ lại cho thầy là dy thì bằng y phẩy nhân dx, tức là đạo hàm thêm dx ấy. Dy thì là y phẩy nhân dx. Thì bây giờ mình sẽ có như sau này. Ví dụ tổng nhanh như kiểu là d của gì? D của x bình cộng x chẳng hạn. D tức là đạo hàm của cái x bình cộng x thêm x, đúng không? Sẽ bằng là gì nhỉ? 2x cộng 1. Đấy. Các bạn hình dung được vấn đề không? Đã. Công thức vi phân, cái này lớp 11 mình học rồi. Ok, công thức gốc, nhớ công thức vi phân này thôi. Nhớ rồi cái này. Nhớ hàm hợp nữa, hàm hợp. Các bạn ghi cho thầy chú thích bên cạnh luôn. Chú thích cho thầy cái này, hàm hợp. Dấu hiệu nhận biết là gì? Là vì là khác chữ x, đúng không nhỉ? Khác chữ x, đấy. Khác chữ x, được chưa nhỉ? Thì mình coi nó là chữ, nó sẽ là hàm hợp. Một cái mẹo nhớ nhá, mẹo nhớ là thế này. Khác chữ x mình coi nó là chữ u đấy, hàm hợp đấy.
Thì riêng phần này các bạn phải nhớ tính chất của nó này. Tính chất là nguyên hàm nó không phụ thuộc biến số, tức là mình có tính chất như sau. Tính chất, nhớ là tính chất này thôi. Tính chất như sau. Là nguyên hàm của fx dx. Tức là các bạn nhìn này, biến x thì dx nó cũng bằng nguyên hàm của fu du, biến u thì phải là du với u là một hàm theo x bất kỳ. Nhưng mà nhớ là biến u thì phải là du. Ok không nhỉ? Các bạn hiểu cái này không? Fx dx bằng fu du, tức là nguyên hàm nó không phụ thuộc vào biến số. Đấy, biến u du. Thì khi đó nhá, mình có, từ đây ví dụ như kiểu như này, thì bảng công thức, trong bảng công thức cơ bản ấy, thì các bạn làm giống hệt thôi, thì sẽ có ví dụ như sau, ví dụ nhỏ như sau này, như kiểu là nguyên hàm của u mũ n, đấy, du, các bạn hiểu vấn đề, u mũ n này, u mũ n du, đấy, thì nó bằng gì, bằng u mũ n cộng 1 trên n cộng 1 cộng c. Các bạn nhìn thấy nhớ nhá, nhớ là u thì phải là d du. D gì biến đấy thì công thức vẫn giống hệt thôi. Tức là thay chữ x và thành chữ u. Nhớ này nhá. Đấy. Thay chữ x thành chữ u, được chưa? Ok, thì trong phần này thầy có cái phương pháp làm như sau. Phương pháp làm của hàm hợp đối với những bài này, cái này là các bạn nên nhìn nhanh nhá. Có những bài dễ thì mình không nhất thiết phải đặt điểm phụ. Thật ra cái cách này buổi sau sẽ học cách nâng cao hơn cách này và cách đặt điểm phụ, thì hai cách nó nhau thôi. Nhưng mà những bài dễ thì mình sẽ làm cái này cho nhanh hơn, là đẩn phụ rất là mất thời gian. Thì phương pháp làm này mình sẽ làm gì đây? Là đưa, là mình có hai hướng. Hướng một là gì? Là nhìn ra biến u. Nhìn biến u là gì? Nhìn ra biến u. Và bước thứ hai là mình đưa dx thành du, rồi áp dụng công thức, rồi áp dụng công thức. Nhìn biến u mình có hai hướng chính, là nhìn biến u đầu tiên mình phán đoán xem u là cái gì và đưa biến dx về biến du. Thì một cái mẹo này, biến u nhá, thông thường ý, mình sẽ coi u nếu có căn, các bạn nhớ này, mình sẽ coi u là cái phức tạp, thông thường là vậy. Tức là gì? Tức là nếu có căn, đúng không? Nếu có căn cái bên trong ấy, căn của cái này, căn của A này, thì mình coi u sẽ là bằng A, là cái bên trong. Hiểu vấn đề không? Đấy. Hay là có dạng như kiểu là cái gì đấy, cái A mũ n chẳng hạn, cái gì đấy mũ n, thì mình sẽ coi u cũng là cái A, đúng không? Là cái bên trong mũ n. Các bạn hiểu vấn đề không? Ok. Lý thuyết thì hơi khó hiểu, phần này hơi khó hiểu một chút đấy, nhưng mà phải nghe thật kỹ nha, nghe thật kỹ và áp dụng. Lý thuyết thì hơi khó hiểu, nhưng bài tập thì nhẹ thôi, không khó lắm. Nhớ nhá, trong bảng công thức cơ bản của thầy đây này, trong cái bảng công thức cơ bản, cái bảng này này, tất cả các chữ x các bạn thay bằng chữ u hết, tức là 1 trên u du, nhớ phải du nhé, thì các bạn áp dụng hết cho thầy. Xin u du, ok, vẫn như nhau thôi, hiểu vấn đề không nhỉ? Rồi, thầy xét luôn ví dụ đi. Ví dụ đầu tiên này, cho bạn đỡ bơ ngỡ. Ví dụ 5, tính 50 ngàn
toàn số. Nào, câu 1 nha. Thầy quay lại bài đi. Ví dụ nguyên hàm của 4x trừ 5 mũ 20 dx nào. Thì các bạn nhìn thấy cái này này, nhìn thấy cái này nhá. Thật kỹ này, nghe thật kỹ chỗ này của thầy nha. Ở đây mình sẽ coi U là cái phức tạp hơn đúng không? Thì này, ở đây có dạng là đây này, mình sẽ coi U là cái này. Mình sẽ coi U là cái này. Đúng chưa? Nhưng mà cái biến này của thầy là cái dx không? Mục tiêu mình phải chuyển dx, chuyển dx thành du. Du. À thì bây giờ các bạn nhắc ra ngoài cho thầy. Mình xem là du và dx nó có quan hệ gì với nhau hay không? Các bạn hiểu vấn đề không? Mình xem du và dx có quan hệ với nhau hay không? Thì u mình là 4x trừ 5 không? Thì mình sẽ có là d. Thì nhắc ở đây nhá, mình nhắc ra ngoài thôi. Nên nhắc ra ngoài. Mình có là d của 4x trừ 5 và du của mình đấy. Sẽ bằng là gì nhỉ? U phẩy lên tức là 4 nhân dx. À, vậy thì mình quan hệ là gì? Quan hệ là gì? Dx của thầy sẽ bằng là 1/4 d của 4x trừ 5 không? Các bạn hiểu cách nhầm không nhỉ? Đầu tiên là nhìn U trước. Đây, thầy nhìn ra U là cái 4x trừ 5 này này. Đấy. Bước thứ hai là thầy chuyển dx về du. Vậy cái này sẽ bằng gì? Sẽ bằng là như sau này. Sẽ bằng như sau. Trời ơi. Bằng như sau. 4x trừ 5 mũ 20. Thầy để nguyên này. Nhân mấy gì? Dx. Đây, dx đây. Thầy viết thành du. Vừa nhát rồi sẽ bằng là d của 4x trừ 5 chia 4. Đó. Các bạn thấy vấn đề không? Sẽ bằng gì nhỉ? Sẽ bằng cái gì? Có số vứt ra ngoài. Xong còn gì? 4x trừ 5 mũ 20 nhân d của 4x trừ 5. Các bạn nhìn này. U mũ n du chưa? U mũ n du chuẩn dạng của mình chưa? Vậy công thức thôi. 1/5 nhân cái gì? Nên mới cả 4x trừ 5 mũ 1/4 của thầy. Sorry, 1/4. Trời ơi, sao giờ phải lát nhỉ? Chia cho 21 cộng C. Ok. Các bạn có thể thu gọn lại cái này bằng bao nhiêu? Tức là 4x trừ 5 mũ 21 chia cho 84. Hiểu cái này không? Hai bước chính, bước 1 nhìn ra biến u, bước thứ hai là đưa dx về du, thì muốn đưa kiểu gì? Nhát ra ngoài, nhát ra ngoài sẽ là quan hệ gì với nhau không? Tức là mình sẽ rút dx theo du cho thầy. Rút dx theo du. Đó. Dung nghe ví dụ này hiểu không Dung? Thu Huyền nghe cái ví dụ này hiểu không nhỉ? Thanh Thảo, ổn chứ? Ổn ạ. Nào thì câu 2 tương tự nhé. Câu 2 tương tự là nguyên hàm của 3x cộng 1 mũ 99 đi. Dx nào bằng bao nhiêu? Để cho 4 vào kiểu này đã, bạn quên tay công thức. Nhìn ra u là cái gì và mình phải đưa dx về du, nhát ra ngoài cho thầy, nhát cái du xem có quan hệ với dx không, rồi mình rút dx theo du cho thầy, rút dx theo du cách nào vậy? Các bạn cứ làm nha. Nhi nào, ở đây u là cái gì? 3x cộng 1 ạ.
Rồi, vậy mình có quan hệ DU đấy, có quan hệ gì không? Nhắc ra ngoài DU bằng gì nhỉ? Bằng gì? Thế bằng 3. 3 đi. Vậy đây sẽ bằng gì? C bằng D của 3x cộng 1 trên 3. Vậy cái này mình sẽ bằng gì nhỉ? C bằng nguyên hàm của 3x cộng 1 mũ 99 nhân Đấy, nhân là gì? D. D của 3x cộng 1 1 trên trên 3. 3. Đấy, ok chưa? Đến đây thì vứt 1 phần 3 ra ngoài đúng không? Vứt 1 phần 3 ra ngoài. Xong còn gì? 3x cộng 1 mũ 99 nhân D của Y của 3x cộng 1 1 bằng gì nhỉ? 1 phần 3 nhân bằng gì? 1 phần 3 nhân 3x cộng DU 1 rồi. mũ 100 trên 100. Rồi. Đấy, trên 100 cộng C sẽ bằng gì? C bằng 3x cộng 1 Cộng 300 mũ trên 100 300 100 phần trên 300. hiểu chưa? Đồ vậy ạ. Dung một nó chưa dung. Nhớ tính chất là tổng hiệu nguyên hàm nhé. Nguyên hàm một tổng bằng tổng hiệu nguyên hàm. Ok. Hải Anh nghe hiểu chứ? Khánh Linh ok không? Có ạ. Hậu ok không nhỉ? Nào thì có ba tương tự nha, có ba tương tự. Là căn của 3x trừ 2 trừ đi 4x cộng 1 mũ 5. Đấy. Nếu mới là một tổng thì một tổng như thế nào? Các bạn tự làm đi. Nhưng mà để cho cái u khá là dễ nhìn. Một phút thì gọi nha. Nào Quỳnh nào giúp thầy nào, thầy làm cho Quỳnh đầu tiên tách thành hai nguyên hàm đã nhỉ, cho đỡ ngứa mắt đúng không, nhẩm dần nhá, Chuẩn bị. nhẩm dần rồi năm đấy. Ở đây cái đầu tiên u là gì hả Quỳnh, Căn 3x u ở bên trừ trong 2. bên trong căn bên trong căn và bái À, trừ hai 3x thôi trừ 2. thì dx mình chuyển về d gì nhỉ, nó sẽ bằng d của gì, chuyển luôn đi Đây. của 3x trừ hai trừ 2 trên 3. ok rồi trừ đi tiếp tục cái này u thế là gì, 4x cộng 1 tất cả 1 5 u là bên trong nhân thôi, thể là bên trong thôi, nhưng mà đây là gì, d của 4x cộng 1 trên 4. ok áp dụng là công thức nào, 1 phần 3 này sẽ là gì nhỉ, nguyên hàm của 3x trừ 2 mũ bao nhiêu, 1 phần 2 Mũ 1 phần 2 D của đấy. 3x trừ 2. Còn thằng này tính nhanh luôn sẽ là 1 phần 4 này, nhân cái gì nhỉ, u mũ nào đấy, u À, rồi 4x cộng 1 mũ 6 rồi trên 6.
Rồi tiếp tục nào. Thằng này sẽ là 1 phần 3 nhân với cả 3x trừ 2 mũ bao nhiêu nhỉ? Đúng rồi nhé. 3 phần 2 chậm quá. Ước không em đang bị lag. Ừ, đây là mũ n rồi mà. U mũ n đây u rồi mà. Đúng không? Đây là u mũ n đây u này. Cái n là 1 phần 2. Đúng không? Trừ đi 1 phần 4x cộng 1 mũ 6 chia cho 24 thì mình có thể thu gọn lại cho bằng là gì nhỉ? 2 phần 9 nhân với cả 3 phần 2 thế là căn bậc 3 của gì? Căn bậc 2 của 3x trừ 2 tất cả mũ 2 3. Hiểu không? Vâng. Luyện tập nhiều nhé Dương nhé, trên máy hình lát đấy. Hiểu dạng đưa về DU chưa? Bài đầu tiên thì cho đưa về U khá là dễ dàng thôi, cho dễ nhìn. Câu 4 nào. 1 phần 2x cộng 1 trừ cốt của 2x trừ 4 x gọi câu này. Ví dụ sau thì cái U khó nhìn hơn. Tạo ví dụ này thì cho U dễ nhìn. Nào. Cùng làm với thầy nhá. Nào lại thanh thảo này. Cùng làm với thầy bài này đi. Thầy bảo em ạ. Phát hành gì nhỉ? Phát hành là sin của 1 phần 2x lấy x này trừ 2 phần 2. Rồi. Rồi nào, cái đầu tiên u là gì? 1 phần sin 1 phần 2x cộng 1. Rồi chuyển về đây u thầy đi. Đấy, chuyển về đây u thầy quan hệ với nhau nhỉ? Ừ. Nhắc ra ngoài. Mình coi U là một bên trong rồi đúng không? Nào, thế bằng gì nhỉ? Mà d của 1 phần 2x cộng 1 này. Nhưng mà hệ số thế là gì? Nhân thêm 2 vào dx nó sẽ là cái này. Em hiểu không? Đấy. Tiếp tục. Có hiểu sao hiểu bài trên không đấy? Phải phải u ấy. Trừ đi nào. Nhưng mà kiểu một số bước vẫn bị dùng ấy. Ừ, bình tĩnh thôi nào. Thằng này cos của 2x trừ 4 này. Nào, dx này đưa về cho thầy về du đi, đưa cho thầy về d của h trừ 4 đi. D của h trừ 4 thì về thêm mất số mấy vào? Hệ số là bao nhiêu? 2, 1 phần 2. 2 đã. Ok em chưa? Nào vứt số 2 ra ngoài nhé. Xong còn là nguyên hàm của sin của 1. 1 phần 2 x cộng 1. D của 1 phần 2 cộng 1. Em nhìn này, đây có dạng là sin u d u không? Rồi ạ. Đấy, thì công thức vẫn là như thế kia, tao trừ đi 1 phần 2 ngoài này. Cốt của 2x trừ 4. D của 2x trừ 4 không? Ừ. Đấy. Rồi, thì bằng gì nhỉ? Bằng 2 nhân gì? Nguyên hàm của sin u d u thế là gì nhỉ? Sin 1 phần 2x cộng 1. Nguyên hàm của sin là gì?
láo rồi. Cốt. Trừ cốt của 1 phần 2 ấy. Còn một em hiểu chưa? Công thức giống hết cái kia thôi. Thằng này nguyên hàm của cốt là gì? Sin. Là trừ 1 phần 2 sin của 2 trừ. Hiểu không chưa? Các bạn khác ổn hơn trên nhỉ? Đấy. Hiểu cách là biến u chưa? Rất cơ bản rồi đúng không? Rồi tiếp tục nha. Làm thấy câu 5 nè. Câu 5 như sau này. Là nguyên hàm của 1 trên cho 2x trừ 1 đại dx. Rồi câu này là cái gì? Mình phải nhận xét u nó là cái gì nhá. U là cái gì? Và mình phải đưa về những cái nguyên hàm cơ bản của hàm hợp. Ở thì bài này thì u nó vẫn là gì thôi? 2x trừ 1, vậy thì viết như sau này sẽ bằng 1 trên cho 2x trừ 1 d của 2x trừ 1 đâu. D của 2x trừ 1 là 2 đấy kìa, để chia 2 cân bằng. Nó sẽ là 1 phần 2 này. À, 1 trên u, du đó chính là gì? 1 phần 2 nhân len của gì? Trị của 2x trừ 1. C. Ok. Các ví dụ này thì cho cái u khá là dễ thở đấy. Hiểu hơn chưa nhỉ, mấy đấy nhỉ? Hiểu hơn chưa? Nào câu 6 nè. Sao? Bò chỉ ở chỗ nào à? Ủa? Cái này có ổn không đấy? Thầy ơi. Ừ. Cái chỗ mà ép câu 4 ấy, câu 4 đi thầy ạ. Ừ. Cái chỗ mà ép sin 1 phần 2x cộng 4 thì là 2D ở đâu? Nguyên hàm này, nguyên hàm của S. Cái này cái à, u vâng, nguyên hàm, nguyên hàm. Là 1 trừ nguyên u ngoài này cái này không? Thì mình có D của gì? Vâng. Nhắc ra ngoài nhá, 1 phần 2x cộng 1 bằng bao nhiêu đấy? Bằng 1 phần 2 đấy. Vâng. Thì đấy sẽ bằng gì? Đấy bằng 2. Đấy, ồ, kìa. Chưa? Lát quá. Rồi. Bình tĩnh thôi, các bạn bình tĩnh thôi nha. Dạ. Thầy từ từ không lát thầy ơi. Ừ, ok rồi. Tự làm cái này đi, cho tự làm vậy. Thầy nghĩ cho mày quen rồi, cái này nó phải nhẹ nhàng. Hai bước làm đấy là căn bằng 4 cho mày đấy nhá, căn bằng 4 là 4 đó. Đấy. Bài này u bậc nhất là khá dễ, các mình sẽ có u khó hơn. Nào Nhi nào, bài này mình coi u là gì Nhi? 5x trừ 3. Ừ, sẽ là gì nhỉ? 5x trừ 3 cũng bao nhiêu? Mũ 1/4 ạ. B của gì nhỉ? D của 5x trừ 3 trên 5. Ok, sẽ bằng gì nhỉ? 5. Rồi, sẽ 1 phần 5 ra ngoài này. Cho nguyên hàm của 5x trừ 3 mũ 1/4 D của 5x trừ 3, đúng không? Sẽ bằng gì nhỉ? 1 phần 5 này. 1 phần 5 nhân với 5x trừ 3 mũ 5/4. Rồi, chia cho cộng C sẽ bằng là 4/25 nhân với cả 5x trừ 3 mũ 5/4 C.
Rồi các bạn ổn hơn chưa? Cứ làm cái này cho quen nhá. Đưa cái u khá đơn giản thôi. Câu 7 đấy. Là 4 mũ 1 phần 2x trừ 3 dx. Rồi câu này mình không phải làm nhanh nữa đúng không? Làm nhanh được. Là phương nào, phương A3 nào. Câu này đưa về kiểu gì? Phương. Ủa con phương đâu rồi, phương A3 đâu? Mẹ đâu rồi? Ở đây u là gì? U của mình là nhắc ra ngoài thôi. U của mình là 1 phần 2 x trừ 3 đúng không? Sẽ bằng là 1 phần 2 dx. Vậy đây sẽ bằng gì? 2 lần d của 1 phần 2 x đúng không nhỉ? Sẽ bằng là nguyên hàm của 4 này. 1 phần 2 x trừ 3 nhân với cả 2d của 1 phần 2 x trừ 3 đúng không? Đấy. Các bạn cứ làm mấy bài là quen thôi, không quá khó. Sẽ bằng là gì? 2 chia lên 4 nhân 4 mũ gì nhỉ? 1 phần 2 x trừ 3 cộng c. Ok. 7 ví dụ. Quen chưa? Quen hiểu chưa nhỉ? Tức là mình chỉ cần chuyển cái dx về du và áp dụng công thức như bình thường. Như bình thường nha. Phần này các bạn chưa hiểu thì cũng không phải lo lắng lắm. Vì buổi sau mình học cái này là đẩn phụ ấy. Thì cái này mình là na ná cái phương pháp là đẩn phụ thôi. Na ná như nhau. Đấy. Nhưng mà phần này thì những bài dễ của này thì mình sẽ dùng vi phân. Làm cho nhanh chứ mình không đẩn phụ quá mất thời gian. Nên dùng cái này. Rồi thì bây giờ ví dụ. Ví dụ mấy này nhỉ? 5 giờ ví dụ 6 nè. Ví dụ 6. Tìm các ngân hàng. Rồi thì câu này khó một chút nhé. Quan trọng nhất là bước 1 và nhìn ra U là cái gì thì có mấy cái chú ý thầy cho rồi đấy. Là x nhân với cả 1 trừ x bình tất cả mũ 10 về x. Nào. Bài này mình coi u là cái gì? Các bạn tự nhát mình sẽ kết quả là bao nhiêu? Thử nhát xem nào. Nhìn u là cái gì và mình xem dx và du có quan hệ với nhau không? Cứ phải nháp nhé, mình nháp một tí. Phán đoán u là cái gì? Nào thì hỏi Quỳnh nhé nào. Theo Quỳnh thì u này em đoán nó là cái gì?
1 trừ x bình. Ờ, mình có u là 1 trừ x bình nhá. Mình có d của 1 trừ x bình nó sẽ là gì? Bằng 2x trừ 2x. Trừ 2x. Nhân với d của gì? Với x đúng không? Ừ. À, vậy em có đích là bao nhiêu? Sẽ là trừ 1 phần 2 trên cho 2x. Em hiểu không? Vâng. Ừ, thì bây giờ mình sẽ thử thay vào đây nhé. Thay thử vào đây nhé. Sẽ ra cái gì? Nó sẽ bằng gì nhỉ? Nguyên hàm của x này nhân với gì? 1 trừ x bình để nguyên này. Dx mình thay bằng gì nhỉ? Dx mình thay bằng gì? Sẽ thay bằng trừ D của 1 trừ x bình. X bình trên 2x. Em thấy x chỉ tiêu chưa? X rồi. Còn lại gì nhỉ? Trừ 1 phần 2 ra ngoài. Đây số trừ 1 phần 2 thứ ra ngoài, hiểu chỗ này không? Vâng. Trong bằng gì? 1 trừ x bình. 1 trừ x bình 10. D 1 trừ x bình. À đến đây, ngon chưa Quỳnh? U mũ n du chưa? Nó sẽ bằng gì nhỉ? Trừ 1 phần 2 để nguyên này, nhân với gì nhỉ? Nhân với 1 trừ dx bình, bình mũ 11 chia 11 cộng c. Hiểu hơn chưa? Hiểu cái đây, hiểu cách này chưa? Dạ. Các bạn khác? Phụng, ok không Phụng? Nghe hiểu chưa? Tức là chọn D một cách hợp lý để mình làm bài nhá. Chọn D một cách khéo léo là được, không có khắt khe. Mấy cái trang nghe hiểu không? Thì D sẽ khó dần lên nhá. Thông thường thì có D là cái phức tạp. Nào thì câu 2 nào. Các bạn nhìn lại, thắc mắc gì không nhỉ? Rồi, câu này nào các bạn tự chuẩn bị đi là phải gọi. Xem u nó là cái gì. Thực chất cái này nó là phương pháp đẩn phụ đấy mình ạ. Thực chất là đẩn phụ đấy. Thì buổi sau mình sẽ nghiên cứu này kỹ hơn. Một phút nữa thì gọi nha. Nào thử Khánh Linh nè. Khánh Linh coi u đây là gì? Em thấy em coi u là 2x mũ 4 trừ 1 ạ. Ừ, mình có d của 2x mũ 4 trừ 1 sẽ bằng gì? Bằng 8x mũ 3 dx. Dx. Rồi vậy dx sẽ bằng gì? Ra dx bằng d 2x mũ 4 trừ 1 trên 8x mũ 3. Ok, là mình xem có quan hệ gì với nhau không nhá. Thay lắp vào đây sẽ bằng là gì nhỉ? X mũ 3 để nguyên này. Mình hy vọng là toàn u thôi. Rồi, trừ 1 mũ 20. D của gì? D của 2x mũ 4. D 2x mũ 4 trừ 1. Chia. Trên 8x mũ 3. Thì tiêu là cái gì nhỉ Linh nhỉ? X mũ 3. Nó sẽ là 1 phần 8 này. 1 phần 8. 2x mũ 4 trừ 1 mũ 20 nhân D của gì? Trừ 1 đấy là ngon chưa Linh? 2x mũ 4 trừ 1. Rồi ạ. Bằng 1 phần 8. 2x mũ 4 trừ 1 mũ 21 trên 21 ạ. Mũ 21 chia 21 cộng C. Ok. Các bạn nhớ nhé, nghe này.
mình phải chọn u thật khéo để khi mà mình thay d vào ấy, nó chỉ còn mỗi u thôi, chỉ còn là dạng là u và du thôi. Các thì vấn đề không nhỉ? Chỉ còn u và du thôi, các bạn nhớ như vậy. Là mấu chốt là thế nhé. Thay vào ấy chỉ còn u và du thôi. Kiểu như thế. Đấy. Ok chưa? Quanh quanh này chưa? Thì câu 3 nào. Câu 3. Nguyên hàm của 2x cộng 1 e mũ x bình cộng x dx. Là các bạn này coi u là cái gì? Đấy. Các bạn chuẩn bị mic nhá, thì gọi cho dễ, không thì thầy chỉ quen đi lại gọi nhưng mới được có mic thôi, rất là thiệt thòi, nên chuẩn bị mic đi, mà bật mic lên mà trao đổi đi, không phải ngại, khó thì thầy giải đáp từng tí một, có gì đâu. Các bạn tự làm bài này ra bao nhiêu, kết quả bao nhiêu, bài này dễ, chắc là kết quả là bao nhiêu? Nào Quỳnh nào, theo Quỳnh bài này Quỳnh quay u là gì? Hai x cộng một à? Hai cộng một chưa chuẩn lắm. Em vẫn đang nghĩ. Nào. Thử mình cứ thử thôi, mình phải thử xem là có đưa về dạng là u đê u được không, thì vấn đề như vậy. Rồi đi đúng rồi. Bay coi u này đi Quỳnh. Coi này u đi. Dạ, cùng nhau với thầy nhá. D của x Quỳnh x bằng gì? Alo. Bằng 2x nhân với dx. Mình phải sai ở đây. U phẩy đây u đấy cũng kêu u phẩy cả hai cộng một phẩy x bằng gì? Bằng b x bình cộng x Yeah. trên 2x cộng 1. À vậy thay vào thử xem nhé, mình phải thử thay vào nó sẽ bằng gì. À, bằng sao 2x cộng sao 1 này nhân e mũ gì nhỉ, x bình cộng x em mũ x bình cộng x d của gì, d x bình cộng x trên 2x cộng 1 2x cộng 1 đấy, chỉ tiêu là cái gì không, 2x cộng 1. rồi e còn là e mũ x bình cộng x d của gì nhỉ, x bình cộng x. Quỳnh thấy có dạng là e mũ u du chưa? Thôi. Thì ngon chưa, là bằng gì nhỉ? Nguyên hàm của e mũ u du là gì? Công thức. Nó giống hết x thôi. X với x giống hết với nhau thôi. Sẽ bằng là gì nhỉ? Thì 8 ấy, cái đặc biệt đấy. À, đây. Bằng em x bình cộng x cộng c. Quỳnh hiểu em chưa? Tại vừa nãy em đạo hàm sai. Cái lại mày muốn đi Quỳnh ạ. Quỳ, ok, nhưng mà hiểu em chứ. Nào, câu câu này nhé các bạn, làm sao quay thì làm thế nào? Câu này thì sao đây? Sin mũ 3x nhân với cả cos x dx. Bài này mình coi u nước con này thôi. Mình coi u là gì? Biến thì biến x rồi đấy, nhưng mà cái nguyên hàm này thì mình chưa phải nguyên hàm cơ bản đúng không, mà mình coi u là tiền sẻ. Thử chắc hết quả này, các bạn tự làm đi, chắc hết quả này.
Nào, có ra kết quả chưa? Coi u là cái gì cho hợp lý bây giờ. Giữa sin và cos mình phải chọn một trong hai thì mình cứ thử thôi, mới làm mình cứ thử cho thầy cho quen tay. Nào theo ông Đạt nào, Đạt con sẽ có u là gì ở Đạt? Dương nào, Dương giúp thầy xem nào, Dương coi là gì? Em coi là sin mũ 3 x ạ. Ừ, đừng coi thế, coi thế hơi phức tạp. Mình coi đơn giản thôi, tức là bên trong cái mũ của nó thôi, sin hoặc là cos đấy. Thì mình sẽ coi là gì thôi? Cos x. Ừ, sin x. Sin cos thử không được sin. Sin x hợp lý hơn. Cái này em hiểu viết viết cho dễ nhìn nhá. Tức là sin x này. Đấy, mũ 3 nhân với cos x. Thì còn nhớ cái không? Mình sẽ coi u ở cái bên trong cái mũ hoặc là bên trong cái căn. Dương hiểu ý thầy không? Đấy, thì mình sẽ coi u thử nhá. Mình có d sin x là gì? D sin x sẽ bằng cos x. Đấy không? À vậy mình nhóm luôn, vậy nhóm luôn cái này cho thầy vào. Mình sẽ bằng là gì nhỉ? Sin x mũ 3 d của sin x không? Đấy, các nhìn thấy không nhỉ? Thì cái này chính là u mũ n du cho Dương. U mũ n du sẽ bằng gì nhỉ? Rồi ạ. À, sin của gì? Sin mũ mấy? Sin mũ sin mũ 3. À, mũ 4 ấy. Trên trên là 4. Cộng c. C. Hiểu chưa? Phía bài tập thì lát tối thì thầy sẽ soạn dở vì nó khá là dài, thầy sẽ soạn dở chắc tầm đêm nay thầy sẽ làm xong thôi. Thì đêm thầy sẽ gửi cho các bạn. Các bạn sẽ phải làm luôn nhá. Thi giữa kỳ nó dễ lắm ý. Dễ lắm không khó đâu. Các bạn đừng lo lắng. Mình cứ học tiếp chương trình thôi. Chủ nhật mình, các bạn làm cho thầy hai cái đề ghê nhé. Để chủ nhật thầy chữa. Ok không nhỉ? Còn tối nay hoặc đêm thì sẽ làm xong phiếu bài tập thì sẽ gửi các bạn sau. Rồi. Nhi bài này hiểu không Nhi? Ờ, thầy nói lại chỗ D sin x bằng cos x dx đi thầy. Tạo hàm sin phẩy là cos của gì mày? Sin phẩy là cos à? DU. À, vâng vâng vâng. Đấy. Có ai chưa hiểu bài này không nhỉ? Cứ hỏi thôi. Thu Huyền ok không Thu Huyền? Rất nhiều bài nhá, thầy sẽ có thể sẽ gửi trước một cái ảnh cho thế là máu làm trước cũng được. Sẽ lách một cái ảnh một tí. Rồi thôi chào lớp ăn cơm đi không muộn. Bye.